Vậy là cuối tuần nữa rồi và chúng ta sẽ nghe tiếp những cái thông tin về công nghệ trên B News mà ngày hôm nay Ngọc sẽ mang đến cho mọi người trên B Channel nhé. Trung Quốc chế tạo ra màn hình lại siêu mỏng và dịu tới mức có thể dán trên da. Motorola Razr 2019 ra mắt, nét thiết kế cổ điển hồi sinh trong hình dáng smartphone gặp hiện đại, giá 35 triệu đồng. Lời diện smartphone mới của Vivo sắp được ra mắt trong MV của Noo Phước Thịnh. Caviar giới thiệu AirPods Pro phiên bản bằng vàng, giá 1,57 tỷ đồng. Asanjo ra mắt chiếc smartphone mới, hệt như smartphone Trung Quốc. Trung Quốc chế tạo ra loại màn hình siêu mỏng và dễ tới mức có thể dán trên da. Các nhà khoa học Trung Quốc mới đây đã nghiên cứu và chế tạo ra một loại màn hình siêu mỏng và dễ đến mức có thể dán trên da như những hình xăm tạm thời. Loại màn hình này có tên là màn hình điện phát quang xoay chiều ASEF. Phát minh mới này bao gồm một lớp điện phát quang được làm từ các vi phát sáng và được kẹp giữa hai điện cực làm từ dây nano mạc. Các hạt nano gốm được nhúng trong polymer có thể kéo dài làm cho màn hình ASEF này là sáng hơn, có thể nhìn thấy rõ ngay cả trong một căn phòng đủ sáng. Màn hình ASEF đã từng được thực hiện trước đây, nhưng điều làm nó đặc biệt là chúng có thể được đeo trên da một cách hết sức an toàn. Nó tạo ra ánh sáng tốt ngay cả trong điện áp thấp và tạo ra nhiệt độ vừa phải, không vượt quá 45 độ C. Có thể cho phép theo dõi liên tục nhịp tim, huyết áp, nồng độ oxy trong máu và thậm chí cả glucose. Màn hình này sẽ cung cấp thông tin trực quan và thu thập dữ liệu từ cảm biến. Các số liệu này rất quan trọng đối với việc đào tạo vận động viên cũng như ứng dụng trong y tế. Để chứng minh một trong những ứng dụng tiềm năng của loại màn hình mang tính kết bạn này, nhà nghiên cứu đã tạo ra một đồng hồ bấm giờ và gắn vào mu bàn tay của một tình nguyện viên. Giáo sư Tô Chân Công và nhóm của ông tin rằng là màn hình ASEL mới này có thể sớm được có các ứng dụng trong các thiết bị đeo thông minh, robot mềm và người máy. Motorola Razr 2019 ra mắt, nét thiết kế cổ điển hồi sinh trong hình dáng chiếc smartphone gặp hiện đại, giá 35 triệu đồng. Mới đây, hãng đã cho ra mắt chiếc Razr 2019 với thiết kế kế thừa dòng nắp gặp cũ, nhưng là một smartphone màn hình gặp hiện đại. Đây là một thiết bị thừa kế thực sự của thuyền thoại nắp gặp ngày nào, với thiết kế lấy cảm hứng từ rất nhiều người tiền nhiệm năm 2004. Màn hình có một notch trên cùng là chỗ cho loa và camera. Ngoài ra còn có một màn hình OLED thứ hai 2.7 inch ở bên ngoài. Màn hình này được bảo vệ bởi kính và Motorola gọi là Quick View. Motorola nói rằng hãng hoàn toàn tin tưởng vào độ bền của màn hình Flex View và kháng nước nhẹ. Toàn bộ màn hình được làm liền khối với các cạnh được bao bọc hoàn toàn bởi khung thép không gỉ để ngăn các mảnh vỡ xâm nhập. Máy chỉ có bộ xử lý là Snapdragon 710, tối ưu hóa thời lượng pin và nhiệt độ. Máy ảnh 16 megapixel không có gì nổi bật. Motorola không thể sử dụng một module camera lớn hơn hoặc tốt hơn trong khi vẫn giữ nguyên thiết kế độc đáo của Razr 2019. Với mức giá 1.500 USD, khoảng 35 triệu đồng, Razr 2019 vừa là chiếc điện thoại màn hình gặp rẻ nhất thị trường, nhưng đồng thời cũng đắt hơn đáng kể so với bất kỳ thiết bị hàng đầu nào của Apple, Samsung hay Google. Motorola cho phép đặt hàng từ 26 tháng 12, nhưng đến tháng 1 mới giao hàng và mở bán. Cuối cùng, hiện tại máy chỉ bán qua nhà mạng Verizon ở Mỹ. Lộ diện smartphone mới của Vivo sắp được ra mắt trong MV của Noo Phước Thịnh. Sau sự thành công của Vivo V17, có lẽ như Vivo sắp ra mắt một chiếc smartphone mới và đây là một chiếc smartphone rất lạ và đã xuất hiện trên MV mới của Noo Phước Thịnh mang tên I'm Still Loving You. Theo đó, ở 2 phút 46 giây đến 2 phút 54 giây trong MV, khi Noo Phước Thịnh bước đi rất thờ thẫn giữa hàng chục người xung quanh, anh đã lấy trong túi quần ra một chiếc smartphone với màn hình nhận nước có kích thước tương đương chiếc Vivo V17 Pro khoảng 6.44 inch và nếu nhìn ban đầu, nếu người ta sẽ tưởng đây là chiếc smartphone của Samsung như Galaxy A50, A70. Tuy nhiên, sau khi chuyển sang mặt sau thì điểm gây chú ý nhất đó chính là cụm camera được bố trí khá kỳ lạ. Theo đó, cụm camera sau gồm 4 ống kính, gồm 3 camera xếp dọc và một kính nằm ngang với ống thứ hai. Tất cả đều trong nằm hình vuông được xoay theo hình thoi và bên dưới là đèn flash. Hiện tại vẫn chưa rõ thông số kỹ thuật cũng như là thông số cho camera trước và sau. Caviar giới thiệu AirPods Pro phiên bản bằng vàng giá 1,57 tỷ đồng. Sau iPhone 11 Pro mới đây, thương hiệu xa xỉ Caviar đã ra mắt một phiên bản Gold Edition của chiếc AirPods Pro. Đây sẽ là một lựa chọn lý tưởng dành cho những ai thấy AirPods Pro chưa đủ Pro. Được biết, chiếc AirPods Pro đến từ Caviar sẽ sở hữu hộp sạc và hai bên tai nghe được hoàn thiện một miếng vàng 750 hoặc 18 carat để làm cho mọi thứ đắt đỏ hơn. Caviar còn tuyên bố rằng chỉ có duy nhất một chiếc AirPods Pro Gold Edition được bán ra trên thế giới. Về cơ bản, AirPods Pro Gold Edition sẽ nặng hơn đôi chút so với phiên bản thường. Nguyên nhân của việc này đến từ phần vỏ nhựa của thiết bị đã hoàn toàn được thay thế bằng vàng với trọng lượng nặng hơn. Tuy nhiên, việc được hoàn thiện bằng vàng sẽ khiến người đeo cảm thấy ngầu và đẹp trai hơn. Ngoài chất liệu vỏ, mọi thông số khác của chiếc AirPods Pro Gold Edition sẽ hoàn toàn tương tự thiết kế bản tiêu chuẩn. Được biết, phiên bản này được bán ra với giá 67.790 USD, khoảng 1,57 tỷ đồng và được free ship toàn cầu. Asanjo ra mắt smartphone mới giống hệt smartphone Trung Quốc. Asanjo mới đây đã ra mắt chiếc smartphone mới mang tên S6. Chiếc máy giá khoảng 2,5 triệu đồng này được trang bị 3 camera, màn hình 6.1 inch, chip Meditech Helio A22 và pin 3200 mAh.
sau vụ lùm xùm liên quan đến xuất xứ hàng hóa trong những tháng trở lại đây. Điều mà dư luận quan tâm ở sản phẩm mới của Asinio là liệu nó có made in Việt Nam hay không, tỷ lệ nội địa hàng hóa là bao nhiêu. Trước thời điểm ra mắt, qua những hình ảnh nhãn hàng mà Asinio tung ra, đã có một số nghi ngờ cho rằng Asinio S6 thực sự là phiên bản đổi tên của một số mẫu smartphone khác đến từ thương hiệu Trung Quốc. Và nay khi đã trình làng, có thể khẳng định Asinio S6 như một bản sao của chiếc Ulefone Note 7B. Ulefone là một trong những nhà sản xuất smartphone có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Asinio đã gặp nhiều khó khăn và phương án tối ưu nhất của Asinio để có thể ra mắt sản phẩm với giá cạnh tranh là hợp tác với nhà sản xuất Gozone. Gozone là OEM ở nước ngoài với năng suất 5 triệu máy một năm, sản xuất cho rất nhiều thương hiệu khác trong đó có Ulefone. Gozone hỗ trợ cho Asinio về thiết kế, kỹ thuật và gia công sản phẩm. Asinio sẽ được bảo hành chính hãng 30 ngày một đổi một. Asinio cũng thực hiện nhiều tinh chỉnh trên S6 để nó trở nên phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam, trong đó bao gồm anten, pin, phần mềm và camera. Và bản tin về Asinio cũng đã kết thúc video của ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những bản tin sau.